Đấy, đội thi đấu như vậy lơ mặt đấu nhiều nha. Về phía đội trọng tài chúng tôi không có chấm vòng như vậy, chỉ bấm tái đội thi đấu. Đều về thái đội thi đấu thì tiên vòng và dán bồ chúng tôi mới áp dụng. Chính chính cô chưa sửa lỗi chưa tính. Chính chính cô chưa sửa lỗi chưa tính. Là sự xác định của tổ trọng tài nha mày. Chào anh em nha. Hết giờ. Hết giờ anh em ạ. Đặt vào đi. Má này quay không được. Ủa, mỏi quá. Còn này chúng ta hai đội trọng tài có 3 chim sẽ được cho kè 40, 98 và 59. Chú chim lơ mặt đấu nhiều, đấu yếu nhất là chú chim 98. Chú chim này lơ nhiều hơn quay vào đấu. Chậm chim 59, 40. Những chú chim này đều có lơ, nhưng chú chim lơ nhiều hơn cũng quay vào đấu là chú chim 59. Chú chim này lơ mặt đấu nhiều hơn hẳn chú chim 40. 59 nhiều chơi. Số 1 đi luôn. 21. Số 5, 40 vẫn được đi trước nha quý vị. Xin mời vòng loại giải khuyến khích lượt đấu thứ hai bắt đầu. Vòng này hai chú chim. Tập trung nha. Phong một của chia sẻ lỗi chưa tính. Lơ mặt đấu nhiều nha. Thank you.
Hết giờ. Còn hết giờ nha anh em. Chính chính có cúi xuống nhưng chưa thực hiện lỗi nha. Mọi người nha. Người cúi nhiều nha vì có sự xác định của hai tổ như vậy. Sáng là thì thấy run tay. Thôi run tay, run tay. Không em ơi. Ôi giời. Sự thống nhất có hai tổ trọng tài, có 3 chữ chim sẽ được cho kè 01, 90, 40. Chữ chim yếu nhất trong 3 chim cho kè là 90. Dừng cuộc chơi đầu tiên. Yếu mà có gãi mặt, thái độ báo chí như này chậm nhất trong 3 chim cho kè 01, 40, 01, chữ chim giai đoạn đầu có chậm. Những người sau đấu đều ghi nước không lơ. Game 40, giai đoạn đầu lơ. Và thái độ đấu chữ chim này đấu gián đoạn lơ nhiều hơn hẳn. Sau chữ chim 01, 40, dừng cuộc chơi. Và 21 được rồi. Công chuyện trận đấu số 3, số 8 luôn luôn nằm ở giữa. Bố trong này trúng. Đúng rồi. Đúng rồi, chạy. Chuyến xếp trận đấu thứ 3 bắt đầu. Vòng này 2 chú chim, 4 chú chim sẽ được vào trận đấu. Một để buông xe chưa quyết định đối với những chim đấu gián đoạn nhiều như thế này. 62 quay lại chưa thực hiện gọi, chưa tính. Đang thái độ tốt. Chào anh em nha. Mỏi tay quá rồi. Rung tay luôn à. 01 ngày 199 này thái độ đâu có nhiều đâu. Chào anh em nha. Chưa biết con nào nhất đâu anh em ạ. Hết giờ. Đúng rồi em, 54 của anh nhé. Phục sinh. Trận trước nhất xe rồi, trận này không biết như thế nào. 01 99
99. Tớ tổ thế, tớ tổ thế. Hả? Ở ngoài đầu năm cho mình khai xuân gái cho nó chuôn chẻ đấy. Không ai đầu năm đi đi khai xuân bán mình cái nhất trên kia rồi bán con chiếu nữa. Bán được cái nhất rồi còn mình giờ mới đi khai xuân mà. Mình khai xuân một thằng này là một thằng đang ngồi trong nơi kia. Về xã chú chim, hai tổ chúng ta của tôi thống nhất về xã chim thì các vị ta đã thấy rất rõ. Chú chim đầu tiên cùng với những cuộc chơi, mặc dù chú chim này có bốn một cái nhưng chú chim này lơ nhịp mà thái độ đấu gián đoạn nhiều hơn năm chú chim còn lại. Đó là chú chim 49 dừng cuộc chơi. Chú chim này lơ nhiều hơn đối đấu gì, thái độ đấu gián đoạn. Và năm chú chim thì các vị ta đã thấy rất rõ, bốn chim đấu rất đều. Thì chú chim 62, chú chim này đặc biệt leo nang rất nhiều. Và rớt xuống thì chú chim này chậm miệng. Và đặc biệt là chú chim này chạy không tập trung về thái độ đấu. Chú chim 62 dừng cuộc chơi. Và đặc biệt chú chim này leo nang rất nhiều như vậy. Đây. Và ăn đó nghe mình. Hiệp Đồng Nai vào chung kết nha mọi người. Xoáy ca này tiếc quá, bốc bìa rất nghỉ rồi. Đúng mặt thôi anh, cứ kèo nào cũng được, anh lên trước đấy. Đây là bốn chim hay nhất gọi trên ngày này, xin mời hai tổ chức tài. Vòng chung kết bắt đầu, thời gian từ 2 đến 5 phút, 42 phút đối với quý vị. Thái độ thi đấu và sau đó đều những cô gái dùng tiếng vọng và giảng bộ. Năm tư cầu cảnh là tốt luôn. Anh cặp cảnh đích người ta rồi. Bồng vừa bồng vừa lật cầu nhé. Hết giờ. Có số liệu nhưng phải đúng 2 phút đó thì. Hết giờ. Yeah.
tuyệt đối đánh ma mặt thế tuyệt đối về là năm tư tuyệt đối ăn đứt cặp cánh là ăn thôi tụ lại mày. Và một lần nữa xin thay mặt Vinh Quang cùng với tàu bộ. Dạ. Tàu bộ vườn chào cảm ơn tất cả vị nghe nhân đại đến đồng hồ và xin chúc mừng bốn chim đã lọt vào vòng chung kết chương trình đầu tiên là thái đội đấu chương trình để bốn chim đều đấu này như chim lơ mặt đấu nhiều là chim chính chính giải ba đầu tiên và chú chim mạnh mẽ cầu cánh bồng xuyên suốt lâu là chú chim 54 giải nhất thời thi ngày nay. Hai chim còn lại 01 và 21, hai chim này đều là thứ đội đấu thì chúng hậu lần sau hoặc 21 đã khai xuân nha, nhất xa là biệt đội cho nên 21 đồng qua 01 giải gì trời tiên. Chào anh em nhé, cảm ơn em đã theo dõi live stream. Xin chào và hẹn gặp lại trên khác nha anh em.